Official U.S. Navy films show our jet fighter bombers plastering North Vietnam communication and boat repair facilities. South Vietnamese Rangers spearhead one of the biggest Allied offensives across the Mekong Delta. Thousands of troops and a naval task force join in the raid on Viet Cong positions. A sudden push blasted an expected enemy drive. The quick sweep nets many prisoners and inflicts heavy losses, an important Ranger victory. Những cái đấy người ta có những cái hoạt động nhảy dù vào Việt Nam để đào tạo Việt Nam. Đây là mới ra hả chú? Cái vừa ra năm 2006. Cái thứ hai là và chính vì thế mà luôn luôn phong trào hippie luôn luôn muốn chống đối lại cái đương đại, cái chính quyền đương đại. Cho nên những bất kỳ những chính sách gì nó bộc lộ những cái mặt mà đi ngược lại với lợi ích của công chúng ấy, thì họ đều coi đó là một lý do. Cho nên đến lúc mà đó thì tôi nghĩ rằng là một trong những lý do mà phong trào phản chiến lên mạnh thì có hai phía. Bản thân cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó đặt ra một số vấn đề của thời đại. Vấn đề là chiến tranh hướng đánh vào ai, nhằm mục đích gì và mang lại cái hậu quả gì thế giới. Và thứ hai là đáp ứng được một cái không khí, nó rơi vào một thời điểm mà cái không khí đó là thế giới trẻ muốn bày tỏ thái độ mình ở bất kỳ một cái cơ hội nào, thì chiến tranh Việt Nam là một cơ hội để họ thể hiện. Nhưng mà ở trong nước chúng tôi cũng biết đến cái chuyện đó. Và đôi khi cả những cái tiếng hát của những phong trào phản chiến ấy đến tận Việt Nam. Với cái chuyến đến Việt Nam của Jane Fonda, của John Bowie. Và họ thể hiện không chỉ là phản ánh được cái không khí chính trị ở nước Mỹ, mà đồng thời họ bày tỏ cái tình cảm đối với Việt Nam. Tình cảm chủ yếu là với những người dân Việt Nam đang bị cuộc chiến tranh mang lại cái đau khổ chết chóc. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự động viên hết sức lớn. I know that there was a lot of demonstrations against the war in Vietnam and against atomic bombs, use of atomic bombs, and San Francisco. Yeah. Yeah. With flowers in your hair and stuff like that. Wow.